Hello, xin chào các sếp nha. Trong clip này thì bên mình quay các phụ kiện để cho lo bâu. Anh em đang quan sát đây là tép và phân tần, còn bát là không có. Thì thực chất đây là một đơn hàng của một vị khách, thì bên em bỏ ra để test cho khách. Thì tiện thể em quay giới thiệu với anh em mình luôn. Đây chỉ là có một anh em mua nhá, mua tới 8 đôi tép và hệ thống phân tần cho lo bâu luôn. Hệ thống lo bâu, phân tần của lo bâu thì bao giờ anh em biết rồi, hết sức đơn giản. Nó chỉ có tụ, bóng và chờ. Đây là cái bóng đèn, anh em lưu ý nhé, bóng đèn của bên Huấn Audio phân phối này, đầu dẹt nha, đầu dẹt hai bên nha. Chất lượng không phải bàn cãi đến cái đối với cái phụ kiện của Robo bên Huấn Audio phân phối. Nó sẽ có tụ 2.2 này, anh em xem tụ 2.2 này, đó. Hàng chất lượng cao luôn, đã bán cho anh em mình là phải sưu tầm những hàng chất lượng. Trả sứ. Đây là quay luôn để cho anh em nào có học nghề thì học luôn anh em nhé. 5W 4.7 ohm. Đó, cho anh em học nghề thì có thể tham khảo. Đối với phân tần lo bâu, nó sẽ đấu nối tiếp qua tụ bóng trở. Tụ bóng và trở thì nó sẽ cản lại như này thôi. Đó, tụ và bóng trở. Đó. Tụ bóng trở như này và tép là đấu nối tiếp hai con vào nhau từ dương qua âm và lộn lại đằng này. Đó là hệ thống phân tần lo bâu. Và sau đây thì mình có báo giá qua để anh em mình tham khảo nhé. Đối với dòng tép bâu này, hàng có chữ là một này, hàng xanh rêu hay là xanh bồ đội này, đó hàng chất lượng này, Hồng Kông. Với giá thành bán là 250 một đôi bao ship cho tất cả anh em mình có nhu cầu dùng đến để thay thế hoặc chế mới nhé. Khi anh em úp nó xuống thì thấy bên này là có dấu cộng này, nó là dương. Nếu lúc anh em không để ý cứ bảo là không có âm dương, thực chất lo tép bâu là có ký hiệu, có riêng lo bát thì là không có. Ký hiệu con 301 CT3 là không có ký hiệu âm dương. 250 một đôi bao ship. Và đối với bóng đèn, nếu anh em mua rời bóng không là 100.000 đồng một quả. Và anh em mua hai quả thì được bên mình bao ship luôn. Có anh em mua một quả vẫn bán bình thường nhá. Bao ship mà nếu anh em mà mua một quả thì là 130.000 cộng thêm tiền ship là 30.000. Và hai quả đây bên em bao ship luôn cho anh em. Hai quả là 200. Còn khi mua một bộ phân tần cho nó bao 301 CT3 thì nó sẽ có là hai bóng này, hai tụ này và hai trở. Như thế này, trọn bộ như này là 250. Và bên mình cũng bao ship luôn với trọn bộ như này là 250. Anh em về có thể thay thế hoặc là dựng mới đối với hệ thống lo bâu 301. Còn đối với thằng 601 thì nó là hai thằng 301 nó chọc vào nhau thôi. Còn bát là nó đấu nối tiếp. À bác, xin lỗi, bát là đấu trực tiếp. Trực tiếp rồi. Anh em cần tư vấn và mua sản phẩm những cái phụ kiện lo bâu bao gồm bát, tép và phân tần thì bên mình có đủ anh em nhé. Anh em phải tự về nhà mình tự hàn vào nhau rồi anh em ghi vào thùng là được, quấn mấy cái đóng mấy cái đinh vào thùng ấy, mấy cái đinh hoặc quấn vào. Bác nào cẩn thận thì chấm cho có cần thiết vào, không thì quấn chặt là được. Và còn cái này nữa này, cái dòng tép của lo bâu 301 CT3 này anh em lắp được cho cả CT2, lắp được cho cả 4.2 CT2 và lắp được cả cho loa chung của 301 CD4 và 301 CD5. Đây là cái hàng này là hàng 8cm anh em nhé, hàng 8cm. Còn hàng 6cm là tép của loa 4 bâu 301 CD4 và 301 CD5. Đây là dòng 8cm. Em lý hiểu điều đó, nằm chung được. Để được tư vấn và mua sản phẩm, anh em gọi điện cho bên Huấn Audio qua số máy 0904612323. Và anh em nhớ ấn cho bên em một phát đăng ký nhé, để cho nó phấn khởi. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video này.